gian rộn ràng hạnh phúc đang tràn dâng, nồng nao lâng lâng sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh, đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đắm trời sáng non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, bóc cô dâu tha xuống kết bông mười giờ, bên chú rể lên trần che lỏng dạng lá chuối, xây tổ ấm nguyên hương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ nay gắn bó trầu cao, đến trăm năm thủy chung sắc son bạc đầu. Gian khó vẫn không sợ, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Rộn ràng hạnh phúc đang tràn dâng, nồng nao lâng lâng sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh, đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đắm chồi xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu ta xuống kết bông mười giờ, bên chú rể lưng trần che lỏng dạng lá chuối, xây tổ ấm uyên ương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ gian khó vẫn không sờn, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Show.
từ miền Nam anh ngược ra Bắc, mang theo câu hò điệu lý chín dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, em ra đón chàng với cả yêu thương. Này ngựa ô kiệu vàng anh khớp, xôn xao câu hò điệu lý bớ nàng ơi, băng qua núi đèo cao cao chập trùng, đưa nàng về dinh xa xuyên lý chung tình. Quan họ người ơi tương tư mà chìm sao, sẽ chỉ luôn kim thiết thương chàng từ lâu. Oh bay, ai đã qua cầu đôi mình, duyên tình đậm sâu. Quan họ người ơi tương tư mà chìm sao, đến hẹn lại lên tiếp theo chàng một phen. Hòn đá lan nghiêng
người dân chân có hai người hôn nhau. Khớp ha cơn ma cơn ma khớp có nhớ ôm nhớ ôm nhớ ôm em đang thương nhớ đất ha nửa ha có mãi ca tình yêu nửa hôm để anh đón em cho yêu thương nhau bên nhau suốt đời. Cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà,
nhà ai có cô dâu hiền, ô cô thấy có con lợn quay, xôi đầy mâm câu đầy buồn, đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Em ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Anh ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Chuyện chúng mình cũng tính. Tôi được làm chú rể chàng vô duyên ý thôi, tới dự đám cưới chứ. Đi đi. Ủa mà đám cưới này mình có quen không vậy? Người ta có mời mình không cả? Kệ, không mời cũng tới dự, trước lạ sao quen, chắp trước cái đã. Nghe xôn xao xôn tên làng bên, ôi vui ghê rước dâu miệt vườn, kỳ màu son tươi chiếc áo cô dâu nắng. Vô vàng lăng xăng chú quay phía
bà con lối xóm rú nhau thật đông để nhìn mặt cô dâu kia đôi uyên ương xứng đôi vừa lứa né son. Vui ơi vui, vui quá là vui. Trời ơi vui, vui thiệt quá là vui. Trời ơi anh Bảy, anh làm gì mà đám cưới tụi nhỏ mà anh rên dữ vậy anh Bảy? Tôi vừa rên nào, để tôi thấy tụi nhỏ đám cưới vui quá, tôi định cài nó. Ông mà màng ơi, đám cưới lớn quá, vậy chắc tối nay cô dâu chú rể mệt dữ nè. Anh sao kỳ quá vậy? Tụi nhỏ nó lo nó đãi bàn tiếp đãi khách khứa nó mệt chứ có gì đâu. Tôi sợ mệt rồi đó. Và Thảo Huyên đã được về đến đây nhờ hồng ân Thiên Chúa bao la ban cho mọi sự đều tốt đẹp. Bây giờ đây gia đình chúng tôi xin kính mời quý cha bác họ nhà gái cùng với quý cha bác họ nhà trai chúng tôi đứng lên để cảm tạ hồng ân Thiên Chúa. Xin kính mời. Xin Chúa ôi ba mới này. Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã đến trong tiệc cưới Cana ban ơn lành cho đôi bạn mới và gia đình họ hàng hai bên. Nay Chúa cũng đã đến trong gia đình chúng con. Chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa. Xin Chúa chúc lành cho mẹ chúng, cha mẹ chúng con, cho mọi người trong gia đình và họ hàng đôi bên và toàn thể ân nhân bạn bè. Xưa Chúa đã biến đổi nước thành rượu, ngày nay xin Chúa biến đổi tình thương yêu nhỏ bé giới hạn của chúng con thành tình yêu thương bao la và nồng thắm của Chúa. Xin cho gia đình chúng con biết tôn vinh Chúa, đem lại hạnh phúc cho nhau và niềm vui tươi cho mọi người. Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la. Xin dâng lời xin dâng lời cảm ơn chế ca ơi đồng thương xót Chúa muôn muôn đời. Tổ tiên nhờ phúc đức ông bà tổ tiên gia đình chúng con sinh được người con trai là Giuse Đỗ Xuân Trung và đã giáo dục Chúa nên người. Nay Chúa được Chúa ban cho sánh duyên cùng Maria Lưu Thị Thảo Vi. Chúng con xin đưa hai cháu đến trước bàn thờ gia tiên, xin phép cho hai cháu được dâng nén hương bày tỏ lòng kính nhớ tri ân
và quyết noi gương quý ngài và làm rạng danh tổ tiên và vinh danh Thiên Chúa. Đẹp lòng cha mẹ họ hàng hai bên, chu toàn trách nhiệm hôn nhân và gia đình theo ý Thiên Chúa. Hai cháu và ông bà chủ hôn phải nhân. Con ra đời có mẹ cha là trời cao biển đất bao la, từng ngày qua giữa tuổi ngồng ngà, con là nụ hoa bé nhỏ đầy nhà. Nhờ ơn cha nhờ nghĩa mẹ, con khôn lớn trong muôn lời ca. Xin ơn trên đồ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa, bao nhọc nhằn sinh trái đơm hoa. Xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao đền đáp ân tình, ơn biển rời ghi khắc trong tim. Nghi thức kính nhớ tổ tiên đến đây là hết. Kính mời quý vị an tọa và dùng nước. Mời ông bà cố là ông bà nội của hai cháu Xuân Trung và Thảo Vi, xin kính mời ông cố. Hai cháu nhất, nhất là cái họ tộc của hai bên. Cháu này cháu đích của tôi, đích tôi của chúng tôi. Thầy vui nhất của các cháu thì nó đúng thì ông bà sẽ có một món quà để tặng cho hai cháu và tặng cho hai cháu. Xin thay mặt cho hai cháu xin cảm ơn ông bà cố. Và tiếp theo là sau ông bà Thế thì xin mời ông bà Quỳ. Cũng đứng bên gì đứng bên. Mời cậu Mở Thịnh, cậu Mở Hiệp. Có nói gì? Ông bà Mất Trọc. Ông bà chúc mừng thứ nhất là tổ tiên, là cha mẹ con và hai cháu cách riêng. Cũng hay là chúc các hai cháu luôn mạnh khỏe và phúc trọng đời chấm tử dài tháng năm, và chúc hai cháu nhất là tiên vui khỏe và thân 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 thân. Xin mừng cho hai cháu và chúc mừng cho ngày vui mừng cho hai cháu. Vâng, và tiếp theo xin mời ông bà Quỳ. Vâng, ông bà Quỳ mãi ở Hải Ngoại cũng được tin cũng bay về đây để dự vào cái nghi thức mừng ngày kết hôn của hai cháu. Xin mời ông bà. Cứ nói đi, cứ nói. Cái giây phút này bà rất là cảm động. Thôi thì ông bà cũng không muốn nói gì nhiều hơn là có một cái lời chúc như thế này. Từ nay vợ chồng như đũa có đôi, quanh năm ngày tháng lên ngôi bốn mùa. Đấy là bà muốn nói là tình yêu của các cháu đã sinh sôi nảy nở và nó sẽ tồn tại mãi mãi. Mà bốn mùa lúc nào tình yêu của các cháu cũng lên ngôi. Bà chỉ có một chút quà nhỏ xíu thế này tặng cho hai cháu nhé. Không nói gì thêm không? Ông bà Thịnh, chúc thì bây giờ là ông bà Thịnh, xin mời. Ông bà cậu. Được rồi, ông cậu, bà cậu cũng như nhau hết. Này thì phải nói ngoài thì cũng mọi người không thích nghe lắm. Ông bà lấy tất cả những cái lời chúc của từ nãy đến giờ và nhân đôi để chúc hạnh phúc cho hai cháu.
Vâng, và tiếp theo xin mời ông bà Thành. Chức này rồi tiếp theo thì nói đúng có một bà cụ năm nay bà nghĩa là sức khỏe không được phép cho phép thần là bà cụ không có thể xuống được, mời dì Liên thay mặt cho bà cụ trần. Bà Liên đó. Bà Liên. Tiếp theo thì còn một bà nữa cũng vì sức khỏe không được, xin mời chị Dung. Mời chị Dung thay cho bà. Và tiếp theo thì xin mời anh em, tức là mời chú Tiến Hùng. Sau chú Tiến Hùng thì mời chú Tiến Tuấn. Vâng, chuẩn bị nhanh nhanh em một chút. Rồi, ra cho chú rồi mời cô chú Hào. Rồi mời cô Duyên. Cũng là xin thưa rằng vì lý do thành ra nghĩa là chú Minh và chú Minh và cô Loan không thể về được, chỉ có cô Duyên đại diện cho tất cả các cô chú ở Tây Đức về thôi. Rồi mời cô chú Hào. Rồi xong. Chú Hào lên. Tiếp đến thì và đẹp trai nhất và độc thân, còn đang độc thân chưa có ai cả thì đã đến mời chú Tài chú Đức. Vâng, xin một tràng pháo tay để chúc mừng cho họ đồ đã. Không bị chú Đức đâu. Chưa. Đây, nhìn đây này, đó nha. Kính thưa quý vị, chúng ta cho một tràng pháo tay vì tất cả quý gia tộc họ trà trai đã mừng cho hai cháu. Xin quý vị cho tràng pháo tay ạ. Và tiếp theo chương trình là họ ngoại. Xin mời hai bác Phúc. Xin giới thiệu cùng quý vị là gái hai bác tôi là anh của mẹ nó nên kêu là bác, và mời hai bác Lê. Rồi nhìn đây luôn. Rồi 2, 3 và mời hai bác Thu Hồng ạ. Rồi hai bác cùng. Và cuối cùng xin mời một vị khách rất đặc biệt, đó là bố thiêng liêng của Xuân Trung. Xin mời ông giám đốc Phí Tín Châu ạ. Xin mời. Mời bác giám đốc lên nè. Vâng. Rồi. Còn tất cả thì chào. Bà Hương quay ảnh bác ạ.